Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 7 tháng 4 năm 2024 Hôm nay Vlog Minh Hải xin phép là dành toàn bộ thời lượng của chương trình ngày hôm nay để chúng ta sẽ nói về đội U23 Việt Nam Có lẽ là câu chuyện liên quan đến đội tuyển quốc gia chúng ta cũng nên dừng lại ở đây Nhưng cái dư âm của nó thì có lẽ nó sẽ kéo dài Và câu chuyện liên quan đến tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam Thì buổi trưa ngày hôm nay chúng ta cũng đã bàn bạc khá là kỹ À, và có rất nhiều ý tưởng là muốn chúng ta sẽ tiếp tục với phương án là huấn viên Park Hang-seo và huấn viên Lee Yong-jin nhiều người cũng đề xuất là nên nhờ Bầu Đức có thể tác động nếu như trong trường hợp chúng ta muốn mời huấn viên Park Hang-seo quay trở lại câu chuyện này nó có trở thành hiện thực cây không thì các bạn đợi sang tuần có thể là ngay ngày mai thôi à, Minh Hải sẽ luôn luôn theo sát từng nhịp đập một của sự chuẩn bị liên quan đến chiếc ghế mà huấn luyện viên Philip Chu C để lại. Còn ngày hôm nay thì Minh Hải sẽ dành toàn bộ thời lượng ngày hôm nay để nói về U23 Việt Nam và bài toán thời hậu ông Chu Xie. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhìn thoạt nhìn thế thôi. Các bạn có thể thấy là rất thuận lợi đúng không ạ? Mọi thứ rất thuận lợi, bóng đá đã chạm đáy rồi, tất cả mọi thứ bây giờ đang rất rất là ok với anh Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí mọi người còn nói là anh Tuấn mà nắm u ba tốt thì có thể nắm luôn đội tuyển quốc gia nhưng thực sự nó có tốt thế hay không bởi vì ngày hôm nay phan tuấn thầy đã rời đội u 23 việt nam với lý do là bị đau đầu gối Thực ra thì bạn đấy không chỉ đau đầu gối mà bạn ấy còn có thể có những vấn đề khác nữa. Và đây không chỉ là một mình Phan Tuấn Tài mà còn có rất nhiều những cầu thủ khác của bóng đá Việt Nam bây giờ có thể họ bị đau, có thể họ bị mỏi mệt, có thể là bây giờ họ đã bị kiệt quệ về sức mạnh tinh thần. Đây là một vấn đề cực lớn mà bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt và đó có thể sẽ kéo dài. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải giải quyết bài toán này ra sao? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Và đương nhiên rồi nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra ở phần sau của chương trình Vì lâm Minh Hải sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của các bạn trong phạm vi 30 phút của chương trình ngày hôm nay Và có thể một điều mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau ngay từ bây giờ là đội U23 Việt Nam của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn Cái khó khăn nó không chỉ đơn giản ở cái việc là chúng ta tham dự vòng chung kết U23 châu Á Mà nó nằm ở chính cái vấn đề chuẩn bị của chúng ta huấn viên Hoàng Anh Tuấn có thuận lợi hay không? Không thuận lợi tí nào. Khó khăn như thế nào? Rất khó khăn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề. Khi mà huấn luyện viên Philip Chu nghỉ, mình tin là rất nhiều những cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trụ cột, họ đang có rất nhiều vấn đề về mặt tâm lý, họ cũng đang có rất nhiều về mặt thể lực và cũng nhiều người đang mang trong mình những cái chấn thương. Phan Tuấn Tài là một trường hợp tương tự như vậy. Chúng ta thấy là Phan Tuấn Tài đã thông báo hay nói chính xác hơn là báo chí được thông báo là Phan Tuấn Tài bị đau đầu gối và Phan Tuấn Tài đã rời khỏi U23 Việt Nam trong ngày hôm nay Nhưng mình biết được rằng Phan Tuấn Tài không chỉ có vấn đề liên quan đến cái đầu gối của mình Mà bạn ấy thực sự bây giờ cũng rất buồn Bạn ấy bây giờ cũng phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề cá nhân nữa Và đây không chỉ là vấn đề của một mình Phan Tuấn Tài Nó còn là vấn đề của rất nhiều những cầu thủ khác Thái Sơn liệu có gặp vấn đề này không? Mình cho là Thái Sơn cũng gặp vấn đề này Tức là gì khi U23 Việt Nam của chúng ta chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á Nơi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất là kỳ vọng là U23 Việt Nam sẽ chơi tốt, sẽ chơi khởi sắc để kéo lại cái niềm tin yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chít ra là một chút niềm tin. Đấy nhưng mà thực sự ra là rất khó bởi vì các bạn biết là bây giờ U23 các bạn nhìn qua nhìn lại mà xem đều là những cầu thủ đã từng bị tổn thương. À, những cầu thủ đã từng có rất nhiều vấn đề, có những cầu thủ đã phải gặp quá nhiều những thách thức và thậm chí có nhiều người đã chịu những thất bại và chính những thất bại đấy nó khiến cho các cầu thủ của chúng ta thực sự là không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Khi mà thể lực không ở cái tình trạng sung mãn nhất, khi mà tinh thần không phải là ở trong lúc hưng phấn nhất, mình nghĩ là rất khó để chúng ta có thể đạt được phong độ đỉnh cao nhất. Cái này là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ với nhau là ở U23 bây giờ chúng ta có thể lựa chọn được những ai. À, Lương Duy Cương là một cầu thủ quan trọng, mình nghĩ là như vậy nhưng đang chơi hạng nhất. À, Trần Quang Thịnh thì cả giai đoạn uh, lượt đi là bạn ấy không được chơi trận nào cho màu áo công an hà nội và khi mà đến với hoàng gia lai thì cũng mới bắt đầu được chơi thôi Đấy, rồi một loạt những cầu thủ khác mình nghĩ là thái sơn sẽ là cầu thủ nằm trong cái diện bị quá tải còn uh, khuất văn khang cũng đã bị tổn thương với hai cái thẻ vàng ở asian cup cũng tại qatar các bạn thấy là hàng loạt những cái vấn đề và mình cũng phải nhấn mạnh với các bạn luôn là liên đoàn bóng đá việt nam thì công bố là chúng ta muốn vượt qua được vòng bảng tức là vào được vòng knockout nhưng thực sự ra là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phải nhận một cái trọng trách đó là phải đưa đội của chúng ta vào đến tứ kết thực sự là không hề đơn giản thưa quý vị và các bạn đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn nhìn bề ngoài nhìn thì thấy tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi nhưng nó không thuận lợi như vậy đâu các cầu thủ của chúng ta bây giờ mình phải nói thật tất nhiên là khi mà trả lời phỏng vấn tất nhiên là khi mà để mà nói trước công chúng thì phải rất là cố gắng phải rất là khát khao phải rất là a rất là b rất là c nhưng mà mình nói thật luôn với các bạn là khi vào trận đấu rồi người ta không đánh người ta không nói dối được bởi vì là cái phong độ nó sẽ nói lên tất cả mình đã từng dự đoán với các bạn hai trận đấu với indonesia thậm chí không loại trừ khả năng là chúng ta thua cả hai trận trước khi hai trận đấu này thực sự diễn ra và cuối cùng các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta đã bị rơi vào một cái trạng thái nó kiểu nó đã bị rơi nó bị sa sút phong độ rồi muốn kéo lên lắm đấy muốn quyết tâm lắm đấy nhưng không quyết tâm được đây là vấn đề thực sự khó các bạn ạ không hề đơn giản một tí nào. Mình nói như thế để các bạn thấy là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp nhiều khó khăn. À, trường hợp của Phan Tuấn Tài rút lui, chúng ta mất đi một cầu thủ tốt. Đấy, mất đi một cầu thủ kinh nghiệm đã từng kinh qua rất nhiều những cái trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia, ở rất nhiều các lứa U, thậm chí là vòng chung kết U23 châu Á trước thì Phan Tuấn Tài cũng đã thi đấu cực tốt và trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của chúng ta ở vòng chung kết U23 châu Á trước. Nhưng vấn đề là bây giờ bạn ấy không thể nào bắt một người bị chấn thương đi như thế được. À, không chỉ là chấn thương về cái đầu gối đâu mà bạn ấy còn có còn có rất nhiều những nỗi đau khác nữa và mình nói luôn là cái vấn đề lớn nhất của anh Hoàng Anh Tuấn thời hậu ông Chu C bây giờ chính là làm thế nào để cho những con tim tổn thương làm sao để cho những cầu thủ đang có những nỗi buồn họ phải làm sao dẹp bỏ được cái đó và họ phải hưng phấn trở lại họ phải tự tin trở lại họ phải khát vọng họ phải chiến đấu như mình đã từng nói với các bạn nếu như không có được một cái nền tảng đó là cái sự hưng phấn của cả một tập thể thì không một cá nhân nào có thể chơi thăng hoa được đấy là điều mà mình có thể khẳng định với các bạn như vậy bây giờ thì chúng ta hãy đến với những hình ảnh mới nhất mà liên đoàn bóng đá việt nam đã chia sẻ với chúng mình trong ngày hôm nay và mình cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người để mọi người nhìn thấy thật sự nó không hề đơn giản tí nào đây chính là lương duy cương mình nghĩ là những cầu thủ như là Lương Duy Cương, như là Ngọc Thắng Hôm nay Phan Tuấn Tài vẫn tập đúng không? Đây là Nguyễn Văn Tùng Mình nghĩ là cũng đóng vai trò rất là quan trọng Nhưng đây Khuất Văn Khang Khuất Văn Khang có lẽ là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta Ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay Và bạn đấy cũng đang bị tổn thương bởi hai cái thẻ vàng trong trận đấu gặp Iraq Đó Các bạn có thể thấy rất nhiều những cầu thủ đang được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt kỳ vọng đó, có bùi vị hào có Trần Quang Thịnh, có Ngọc Thắng đấy, có um, Minh Quang, đấy các bạn có thể nhìn thấy đây có Hoàng Văn Toản. Đây các bạn nhìn thấy, anh Hoàng Anh Tuấn thật sự là bài toán của anh Hoàng Anh Tuấn là quá lớn. Quá lớn dành cho anh Hoàng Anh Tuấn, không đơn giản một tí nào, bài toán rất khó các bạn ạ. Đối thủ thì lớn, mục tiêu thì cao nhưng mà nền tảng của chúng ta bây giờ thì đang khá là thấp. Đấy là theo cái quan điểm cá nhân và cách nhìn nhận của mình là như vậy. Và rất nhiều những cầu thủ hiện nay của U23 Việt Nam thì không có được vị trí chính thức ở đội hình V-League. Cho nên là mình nói luôn là để mà gọi là có một cái gì đó giúp cho đội của chúng ta tạo một cái sức bật thì rất là khó. Anh Hoàng Anh Tuấn không còn cái giải pháp nào tốt hơn. Đó là bắt buộc thôi có gì phải dùng đấy vậy. Đúng không ạ? Và mình nói mình sẽ trở lại với câu chuyện của Phan Tuấn Tài. Mình sẽ trở lại với câu chuyện chấn thương đầu gối của Phan Tuấn Tài. Ok. Đấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau nhá Còn lại thì uh, Chúng ta có gì chúng ta dùng đấy thôi Liệu cơm mà gắp má, Chứ không thì cũng không biết như thế nào Đây là hình ảnh trong buổi tập vào ngày hôm nay Và Khuất Văn Khang vẫn luôn luôn là cái tên mà chúng ta phải nói với nhau rất nhiều Anh Hoàng Anh Tuấn chắc chắn là phải quý lại cái tinh thần của anh em Nâng cao tinh thần của anh em lên Chiến đấu tinh thần bằng cái tinh thần cao nhất anh Hoàng Anh Tuấn thì tinh thần chiến đấu của anh quá cao, động lực của anh quá mạnh luôn. Nhưng liệu cái động lực của anh ấy, khát khao của anh ấy và kể cả là cái khả năng của anh ấy liệu có đủ để kéo toàn thể đội bóng đi lên hay không? Thì nó lại là một cái một cái bài toán nó không hề đơn giản. Mình có thể chia sẻ với các bạn là như vậy. Nếu trong đội bóng này mà các bạn biết được quá 50% thì các bạn là những người phải nói là rất yêu bóng đá Việt Nam. Đó. Thật sự mà nói là cũng phải nói là ngoài cái câu chuyện của Khuất Văn Khang, ngoài câu chuyện của Thái Sơn Thì chúng ta còn có thể nói đến thêm một cầu thủ nữa là Đình Bắc Đình Bắc cũng là một cầu thủ đang có vấn đề Đúng không ạ? Bạn đấy cũng đang mang trong mình rất nhiều những cái bài toán mà chưa tự mình giải được Đấy, và ngày hôm nay các bạn nhìn thấy là Đình Bắc đã rất vui, mọi người đã rất vui Anh Hoàng Anh Tuấn đang phải cố gắng tạo ra những bài tập vui Để giúp cho các cầu thủ của chúng ta lấy lại được cái không khí phấn chấn Đấy, nhưng mà thật sự các bạn ạ, rất là khó khi thả vào những trận đấu cụ thể, nó không hề đơn giản một tí nào. Chúng mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn những vấn đề của đội để các bạn biết và như thế là chúng ta sẽ có thể đặt một cái sự kỳ vọng nó ở mức độ vừa phải. Và mình cũng nghĩ rằng là huấn luyện viên đồng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn, U23 Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn có đức phú có hoàng văn toản có quốc việt có đức việt có khuất văn khang những cầu thủ rất là quen mặt với chúng ta rồi ngoài ra thì còn có thủ môn văn việt đang khoác áo sông lam nghệ an và cũng là một tuyển thủ quốc gia có quan văn chuẩn cũng đã từng là tuyển thủ quốc gia rồi và đương nhiên rồi chúng ta sẽ quan tâm đến đình bắc và khuất văn khang mình nghĩ là khuất văn khang đình bắc là hai cầu thủ được kỳ vọng và bậc nhất và trong đó thì chúng ta sẽ có bộ 3 Bộ 3 chơi ở hàng hậu vệ Đó là thủ môn Văn Việt Đó là trường hợp của uh, Trần Quang Thịnh Lương Vi Cương Đấy, Và một cầu thủ nữa thì đương nhiên là Thái Sơn rồi Còn lại thì những cầu thủ khác Thì mình nghĩ là họ cũng đang cố gắng đi tìm lại Cái sự thừa nhận Đang đi tìm lại cái phong độ đỉnh cao của mình Tất nhiên là có Hồ Văn Cường Chúng ta quên mất Cầu thủ đang có mặt ở trên màn hình mang áo số 16 này là Hồ Văn Cường thực sự là quá quá là ít những cái gương mặt để cho chúng ta cảm nhận được là chúng ta sẽ có một cái sức bật không biết là các bạn cảm nhận như nào nhưng mà mình thì mình cảm nhận là hơi khó khăn không đơn giản và đương nhiên rồi đương nhiên rồi chúng ta sẽ có thể sẽ phải chơi một thứ bóng đá nó đôi khi nó có phải có một chút gì đó chúng ta phải mạo hiểm đúng không ạ đấy không còn nhiều thời gian nữa, đội của chúng ta thì cũng chuẩn bị lên đường rồi. Đấy và sau đó là chúng ta sẽ chơi 3 trận. Hy vọng là chúng ta sẽ vào được đến càng sâu càng tốt, tứ kết là đẹp nhất, còn bán kết thì là tuyệt vời. Tất nhiên là mọi điều kiện nó vẫn đang ở cái mức độ gọi là chúng ta vẫn còn đang có thể kiểm soát được. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn là điều kiện của chúng ta bây giờ nó đang rất là khó khăn. Đó những bài tập 1 2 các cầu thủ của chúng ta thấp các bạn ạ. Mình thì mình rất là sợ khi mà ra sân chơi châu lục gặp những đối thủ to cao thì thật sự là rất là khó chơi. Các bạn cảm nhận thế nào về vấn đề mà Vlog Minh Hải vừa đưa ra? Các bạn à, có cảm nhận được là cái vấn đề đấy là một vấn đề lớn không? Bài giảng tiếng Anh của nó là có võ minh trọng không anh? Không có võ minh trọng bạn nhá. Bạn à, Phi Lê của nó em thì không đồng ý với quan điểm là mời lại thầy Ly và thầy Park. Ok. Đấy là quan điểm của các bạn à, Liên đoàn cũng có quan điểm, mình cũng có quan điểm Tất cả chúng ta đều có quan điểm Chúng ta cứ chia sẻ quan điểm ngay rất là thẳng thắn, thoải mái Còn à, đương nhiên là chúng ta không phải là người quyết Cho nên là cứ quan điểm đẹp ga luôn Bạn à, đam mê gà trọi có nói là không gọi đi Xuân Tiến anh nhỉ Không gọi đi Xuân Tiến Mình nghĩ là cũng có nhiều vấn đề bạn nhật nguyên của nó là để giữ tình cảm tốt với người hâm mộ việt nam ông park không nên nhận lời với làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam ở thời điểm này mình thấy có vẻ như gần đây là nhiều người cũng đã bắt đầu uh, không có tức là không có ủng hộ cái việc là mời thầy park mình nghĩ thì không mời thầy park thì cũng chả sao mà có thể là liên đoàn họ cũng không mời thầy park thật các bạn cứ chờ một chút nhá để xem xem uh, chắc là ngày mai ngày mốt thôi thì sẽ có thông tin mới mình sẽ theo dõi kỹ cái vấn đề này để trả lời các bạn Võ Minh Trọng không gọi bạn nhá. Không không gọi Võ Minh Trọng. Bạn Hiếu Hoàng nói là Minh Hải thì luôn ca ngợi Thái Sơn. Tôi thấy Thái Sơn vừa yếu vừa non kinh nghiệm chưa đủ tầm. Thái Sơn tranh chấp và chẳng bao giờ có đường chuyển tiền nào hay cả mà luôn ca ngợi Thái Sơn. Ờ ok bạn Hiếu Hoàng, bạn bạn nói thế cũng được chả sao cả mình đã từng chia sẻ với các bạn về trường hợp của Thái Sơn rồi. Thái Sơn uh, đang là cầu thủ mà được gọi là phát hiện, phải nói là phát hiện tốt nhất của ông Chu C. Thái Sơn chính là cầu thủ mà được huấn luyện viên Popop phát triển. Thực sự là mình cũng không hiểu nếu mà bạn bạn xem xem nhé, là huấn luyện viên Hoàng Hành Tuấn đánh giá cao, huấn luyện viên Chu C đánh giá cao, huấn luyện viên Popop đánh giá cao và Thái Sơn thì trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và cũng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của V-League 2023 và cũng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023 thì theo bạn thì bạn đấy có giỏi không? Bạn ấy không giỏi tại sao lại được nhiều người thừa nhận như vậy? Bạn có nên đặt ra câu hỏi là vì sao bạn lại có quan điểm khác với những người làm chuyên môn không? Đó. Bạn Tuyến Sarac đó là bảng đấu của mình là nhẹ nhất rồi anh Hải, mình đồng ý. Nhưng mà phải nói là nó cũng vẫn là hơi khó với chúng ta. bạn gái rượu dịu, dịu dàng đó là võ nguyên hoàng đình bắc uh, khang tùng uh, bùi vị hào cương sơn quốc việt chuẩn ok bạn bạn uh, hoàng trung hiếu Nguyễn có là theo anh hải nghĩ thì quay ba việt nam nên áp dụng lối chơi cho từng đối thủ vậy anh cảm ơn anh mình nghĩ là chúng ta vẫn phải chơi với cái kiểu như của anh hoàng anh tuấn thì là sẽ chơi là kiểm soát bóng sẽ chơi tấn công đấy anh hoàng anh tuấn là thích chơi bóng đá tấn công Huỳnh Chi Lộc tiếc cho Xuân Tiến cầu thủ có lối chơi mình rất là thích mình cũng rất là thích Đinh Xuân Tiến không biết các bạn thì thế nào nhưng mà mình thích Đinh Xuân Tiến thật sự mà nói là Đinh Xuân Tiến là cầu thủ mà nếu mà bạn ấy mà giữ được cái phong độ và cái sự phát triển thì mình tin là Đinh Xuân Tiến sẽ rất là hay trong tương lai trong khoảng tầm 3 đến 5 năm tới sẽ là thời của Đinh Xuân Tiến Bạn Thiết Văn Lưu của nó là Thái Sơn là một cầu thủ tiềm năng và xuất sắc của U23 và đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại Theo quan điểm của mình à, Cái này thì chúng ta không áp đặt nhau Các bạn có quan điểm thì tùy các bạn Nhưng mà chúng ta cứ đặt ngược lại câu hỏi Là tại sao các bạn không đặt, không đánh giá cao bạn ấy Nhưng mà bạn ấy lại giành được giải thưởng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của V-League 2023 này Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023 này Rồi liên tục được vào đội tuyển quốc gia này Và bạn ấy là luôn luôn là trụ cột mình nói là nếu như đợt này mà 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 Thái Sơn được đeo băng đội trưởng thì mình chả thấy có gì bất ngờ cả. Thì vậy thì chúng ta nên đặt ra câu hỏi là tại sao các bạn không đánh giá cao một cầu thủ mà rất nhiều người đánh giá cao. Đấy, đơn giản như thế thôi. Bạn Ngọc Sơn Đỗ của đó là Hoàng Anh Tuấn, đá phòng ngự phản công Chí Minh Hải. Nếu có đối thủ quá mạnh thì sẽ chơi phản công. Nhưng anh Tuấn thì luôn luôn khuyến khích các các cầu thủ chơi tấn công. Còn tất nhiên là khi chúng ta gặp đối thủ quá mạnh thì chúng ta phải chơi phản công là đúng rồi anh tuấn có quan điểm là gì nếu mà gặp đối thủ mà chúng ta không dám tấn công thì bóng đá chả bao giờ phát triển được phải tấn công đi phải trả giá đi phải mắc sai lầm đi thì mới biết được chúng ta đang yếu ở đâu thì từ đó thì chúng ta phải xử lý ở đội tuyển quốc gia thì nó khác nhưng ở các lứa trẻ thì nó lại khác hoàn toàn sao không có văn trường có văn trường chứ bạn có văn trường mà Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá. Ở phần sau thì mình sẽ trả lời và mình xin phép không trả lời cái việc là tại sao mình không làm clip liên quan đến đám cưới của Quang Hải. Thực ra thì không chỉ riêng đám cưới của Quang Hải đâu, mà đám cưới của Đoàn Văn Hậu mình cũng không làm một cái clip nào. Đám cưới của Duy Mạnh rất nhiều anh em tổ chức đám cưới mời mình đi và mình không có quay cái gì cả. Bởi vì trong thiệp mời là bạn ấy đến mời mình đến dự đám cưới chứ không phải mời đến để quay để đưa lên top top hay là đưa lên các trang và mình không cho rằng đấy là một cái việc mà mình muốn làm đó, cái này là mình chia sẻ rất là thật thậm chí là ekip có đề nghị là đi làm nhưng mà mình từ chối mình bảo thôi không làm bác biết là ở đấy rất là nhiều view rất là nhiều like đấy và nếu mà mình đề nghị thì chắc là cũng sẽ được vào quay thôi nhưng mà mình không muốn như thế các bạn nhé cho nên là các bạn đừng hỏi mình về cái chuyện đó hôm nay có bạn hỏi rất là vô duyên hôm qua ở trên một cái trang cá nhân của mình là tại sao minh hải không không gì cả, không viết cái gì về đám cưới Quang Hải mình bảo cái việc đấy là cái việc cá nhân của người ta đúng không mình nói luôn là Quang Hải có mời mình đấy chứ còn thật ra là cái chuyện mời hay không mời thì nó là cái chuyện tình cảm cá nhân giữa mình với Quang Hải nó không phải là cái chuyện đẳng cấp hay là cái gì ở đây cả các bạn ạ à. cho nên là mình mong các bạn đừng hỏi câu chuyện này nữa vì mình không trả lời đâu đây là đông shop vn một website đã luôn luôn song hành cùng với sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian rất dài bổ thận dược quý đường mình xin được trân trọng giới thiệu với mọi người bổ thận dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng nói đến đây phát là các bạn biết ngay là nó dành cho những chàng trai bị yếu sinh lý đấy các bạn nhớ nhá bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực đấy Dỗ, giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực và cải thiện sinh lý nam giới này vì sao vì nó có bạch tật lê để tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây là loại hormone để hỗ trợ ham muốn của đàn ông nếu ham muốn của các bạn đang tốt thì nó sẽ kéo dài ra và nếu như ham muốn mà không tốt Thì của các bạn là đang chưa ổn Thì nó kéo cái ham muốn của đàn ông lên Còn nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, kỳ tử và ba kích sáu dược liệu quý này nó sẽ phối hợp với nhau Để giúp cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách tốt nhất Các bạn nhớ ngày sử dụng hai lần Mỗi lần từ 2 đến 3 viên giúp mình Và sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng Nhớ có duy trì sau đó Thì hiệu quả nó mới bền vững sung mát tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn Đấy các bạn thấy không? Bền vững nhờ cơ chế nội sinh, nội là trong, sinh là sinh ra, sinh ra từ bên trong chuyên rất bền vững. Sinh ra từ bên trong chuyến rất an toàn và nó đáp ứng được yêu cầu của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong. Đó, các bạn nhớ nhá. Số điện thoại mình để ở đây 024 7777 -8877. Các bạn ấn vào đây đặt hàng ngay. Ngoài ra thì còn có tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. Miệng nói trăm nhớ ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà. Các bạn có thể đọc về cái lý do này để các bạn mua này hàm lượng giá trị dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Trước khi củ tỏi này thay màu đổi vị thì nó được lên men 2000 giờ bằng công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản và quy trình sản xuất hiện đại cũng được chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản. Đấy. Các bạn xem cái tác dụng của nó này. Hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa tức là giúp các bạn trẻ lâu hơn, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ. Đấy, ở đây có hai loại các bạn nhé Một là cái loại bóc vỏ rồi Hai loại chưa bóc vỏ Số điện thoại mình vẫn để ở đây 024 7777 -8877. Đấy, Và các bạn có thể ấn vào đây đặt hàng ngay Nước giải rượu choa giúp các bạn cùng một lúc giải quyết hai vấn đề Một đó là giảm cái nguy cơ bị trúng độc do bia rượu Và thứ hai nữa là giảm mỏi mệt sau quá trình uống bia uống rượu Phoi là tăng cường chức năng gan Đây là một niềm tự hào đến từ nước Pháp Và Việt Nam chúng ta có hai chỉ số một đó là chỉ số ung thư gan và hai là chỉ số do tử vong do ung thư gan. Cho nên chúng ta sử dụng cái phoi sen này để giúp cho chúng ta có một cái lá gan rất là khỏe để nó duy trì cho chúng ta một cái sức khỏe thật là tuyệt vời. Đó, giảm nguy cơ bị sơ gan, viêm gan và dẫn đến ung thư gan. Ở đây còn có yến kiều trưng đông trùng hạ thảo, các bạn biết là yến xào đã rất là bổ rồi. Còn trưng với đông trùng hạ thảo nữa thì là quá tuyệt vời. Và các bạn nhớ hộ mình nhé, đây là 5 hộp, mua 5 hộp thì giá là bằng lần này và được tặng thêm một hộp nữa là 6 các bạn nhé. Đấy. À, ngoài ra thì có, có yên kiều kit là dành cho trẻ em các bạn sử dụng cho những người lớn tuổi những người cần chế độ chăm sóc về đặc biệt về sức khỏe những người bị bệnh khó chữa hoặc là các cháu nhỏ các cháu nhỏ sử dụng yên kiều kit này thì rất là tốt tăng sức đề kháng giúp các con khỏe hơn à, bổ sung canxi giúp các con phát triển bộ khung để về sau phát triển cả thể lực lẫn thể hình rồi nó còn tăng cường số lượng tế bào thần kinh để giúp cho các con thông minh hơn Số điện thoại mình vẫn để trên logo 024 7777 -8877 và đông á shop.vn là website. Đây là một sản phẩm mình chia sẻ với các bạn là đều là những sản phẩm chính hãng hết. Một sản phẩm các bạn chứng minh nó không chính hãng, mình đền các bạn 1 tỷ luôn. Thứ hai nữa, đấy là cái giá mà các bạn mua, nó luôn luôn là cái mức giá thấp nhất. Đây là cái giá độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải mà thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang uh, câu trả lời. Các bạn có câu hỏi gì thì mình trả lời nào. Bạn can tê tâm Cuối cùng thì chúng ta cũng không không biết trách nhiệm của VFF là gì Thái Lan họ may mắn có Marampang Việt Nam thật bất hạnh Thật sự là bạn can tê tâm Bạn hơi bạn hơi có một cái chút gì đấy Mình rất là mong là nếu mà các bạn có điều kiện Các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về VFF Mình nói là cũng đã rất lâu rồi Chúng ta mới có được một cái bộ khung VFF Mà mình đánh giá là mạnh Mình đánh giá là mạnh thực sự là các bạn đi ra nước ngoài thì các bạn mới thấy là anh Trần Quốc Tuấn là một người cực kỳ có vai vế và các bạn thấy là anh Trần Quốc Tuấn trong nước cũng như nước ngoài anh là người mà gần như là đứng dựng tất cả mọi thứ còn tất nhiên là khi đội tuyển quốc gia thua thì liên đoàn bóng Việt Nam đương nhiên là sẽ phải là người chịu trách nhiệm nhưng chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ người người ta không làm người ta không làm tròn nhiệm vụ với quốc gia Đấy, bây giờ phủi tay và phát uh, rút lui là xong nếu mà thế thì nói thật luôn với các bạn là bóng đá Việt Nam nó không khác gì đại công trường. Mình cũng không dám chắc là Manampang liệu có thành công hay không nhưng rõ ràng Manampang đang có một cái xu hướng là đang hiện đại hóa cái nền bóng đá Thái Lan và mình thấy đấy là con đường phải đi. Bạn Hồng Nguyễn U23 không có công phương phải có Minh Hải? Không có công phương bạn nhé. Gái Huế dịu dàng huấn luyện viên Đinh Thế Nam hay mà sao không được huấn luyện viên tuyển anh Hải hè? Anh Đinh Thế Nam hiện nay đang làm công tác đào tạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội. À, không phải nhá. bạn trọng, bạn Hiếu đào trọng không phải nhé bạn nhá. Bạn Tuyến Sarac có nói là không có anh Trần Quốc Tuấn thì chẳng bao giờ Việt Nam được đá giao hữu với Hàn Quốc, đó là sự thật đúng không anh Hải? Mình nghĩ không chỉ là như thế đâu. Các bạn thấy là có những cái chuyến tập huấn chúng ta đi Đức có những chuyến tập huấn chúng ta đi Pháp có những chuyến chuyến tập huấn chúng ta đi Nhật mình nói luôn với các bạn là nó không đơn giản đâu các bạn ạ à. các bạn nhìn thấy các bạn như là lẽ lẽ đương nhiên đúng không nhưng không phải đâu các bạn ạ à. nó không đơn giản một tí nào bạn KT Tâm nói là cũng nhờ VFF nên mới có ông Chu Cie bạn KT Tâm bạn hơi quyết liệt quá mình nghĩ là chúng ta nên rất là thấu đáo về câu chuyện này cái hay của chúng ta là chúng ta biết sử dụng ai và biết sa thải ai mình nói luôn là liên đoàn bóng đá định hướng là không sai nhưng ông Chu C thì quá dở mình nói thẳng là như thế đấy còn lại thì thôi tùy mọi người mỗi người một quan điểm Cho nên là mình cũng xin phép các bạn là không có tranh cãi ở đây Hiển Trần 193 của nó là mời thì mời thôi chứ thầy Park không nhận lời đâu mình cũng nghĩ như thế mình cũng nghĩ giống như bạn là chúng ta có thể muốn mời à, nhưng thực sự là mình thấy khó thầy bác có một cái giấc mơ lớn hơn rồi bạn à, hoàn lương thầy bác không, à, không nhận lời làm huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam vì lý do không thành công có phải vậy không hả à, không chính xác là liên đoàn chưa mời và thầy bác thì cũng chưa trả lời về việc đó À, các bạn thấy là có hôm à, có một cái sự kiện của đội Bắc Ninh thì à, bình luận viên này, Tuấn Anh đã hỏi một cái câu về câu chuyện à, liên quan đến chiếc ghế huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam thì thầy Park đã không trả lời câu hỏi này. Mình cho rằng đây nó cũng là cái việc bình thường thôi, chả có vấn đề gì. Nếu mọi người à, có quan điểm gì thì các bạn cứ đánh ra đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau. Mình không có ý là là lấp liếm hay là bao che hay là cái gì cho bất cứ ai cả Cái mà mình đang muốn hướng tất cả mọi người tới Đó là chúng ta sẽ giải quyết triệt để những cái vấn đề của U23 Việt Nam đã Sau đó là chúng ta dự vòng chung kết U23 châu Á Còn lại đội tuyển thì mình nói luôn với các bạn là năm nay Mình cũng không dám nghĩ, mình cũng không dám mơ đâu Đến cái việc là chúng ta sẽ thành công AF Cup bây giờ thì nói thật luôn là Cho dù là Indonesia hay là Thái Lan họ sẽ gặp khó khăn bởi vì là nó không phải là FIFA đây Chứ là các đội bóng họ sẽ không nhả về đá AFF Cup đâu Thì Việt Nam chúng ta vẫn có cơ hội Nhưng mà mình nghĩ là Nếu như mà đá bằng đội tuyển quốc gia Thật sự với đội hình mạnh nhất ở FIFA đây Bây giờ chúng ta có lẽ là phải đứng thứ ba Chúng ta chỉ ngang tầm với Malaysia thôi còn chúng ta sẽ dưới cả Indonesia lẫn Thái Lan đấy là quan điểm cá nhân của mình Trần Toán của nó là anh muốn mua cao Bàn long em ơi anh hỏi bên trên không thấy em trả lời anh ơi em để số điện thoại ở đây này 024 777 đây Đấy, anh nhìn thấy không ạ? Đấy, anh alo số này của em nhé Cảm ơn anh rất là nhiều Đó, và mình vẫn chia sẻ với các bạn về chiếc áo Vicento đây à, Ngày hôm qua thì mình quên không mang sample cả trưa ngày hôm nay nữa Hôm nay mình mới mặc cái áo này Bây giờ mình đã về nhà rồi Chiếc áo Vicento này là phiên bản President, phiên bản mới nhất của Vicento nó được làm bằng vải lụa của Nhật Bản Không nhăn các bạn nhìn thấy không Nó không nhăn một tí nào Mềm mịn mượt mát và không nhăn Giá của nó thì còn mềm hơn cả áo luôn Bình thường ra thì giá nó phải hơn 1 triệu Nhưng bây giờ Vicento đã giảm cho các bạn gần 40% Giá chỉ còn có 639 nghìn Và nếu các bạn mà mua combo 3 chiếc Thì giá chỉ còn 1 triệu 398 nghìn Tức là nó chỉ rơi vào khoảng trên 400 một tí Trên 400 một chút xíu thôi Thì các bạn đã có một chiếc này rồi Đấy combo 3 chiếc Chưa hết các bạn còn được tặng thêm một cái visa cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn Mua 3 chiếc 1 triệu 398 ,000. Được tặng một cái visa trị giá 1 triệu 598 nghìn Vicento.vn là một cái website mà các bạn đến đấy các bạn có thể tự thành lập combo cho mình Combo các bạn lấy càng nhiều giảm giá càng sâu Combo càng nhiều thì các bạn càng được tặng quà lớn Đấy và các bạn đến 240 kim mã thì đó là cái trụ sở của kim, của uh, Vicento và các bạn còn có thể có được những món quà hoặc được giảm giá thêm nữa. Các bạn nhớ cho mình số điện thoại nhá, 0889333300. Và số điện thoại 0889333300 cũng là số điện thoại để các bạn mua những cái ổ cắm điện. Mình phải nói là nó hiện nay nó làm tốt hàng đầu trên thị trường. À, nếu các bạn muốn trang trí ở một chỗ đẹp thì các bạn nên sử dụng con C4 con C4 này nó rất là trăng nhá, đẹp. Đấy, vì nó có nó chỉ có 4 ổ cắm thôi. Nó có 4 ổ cắm và cộng thêm với 3 cổng sạc, tổng cộng là 7 thiết bị được kết nối. Giá của nó là 339 000 Nếu các bạn mua combo 2 chiếc thì giá còn là 639 000 Còn đây là em V8. Con V8 này thì mình luôn khuyên các bạn nên mua. Con này mua kinh tế hơn con C4. Đấy, tất nhiên là nó dài hơn. Dây nó dài hơn gấp đôi. Dài dây, dây của nó là 3m. Đấy à, Nó được kết nối với tổng cộng 12 thiết bị Tức là combo hai chiếc của nó là 24 thiết bị Trong khi combo của hai chiếc này chỉ là 14 thiết bị thôi Giá nó chỉ nhỉnh hơn có mấy chục à, à Giá con này là hai con là 639 Thì hai con này là 698 Còn tất cả những cái uh, yếu tố về kỹ thuật là nó giống nhau Đều ở đỉnh cao cả Loại đồng nguyên khối 3 ly Chịu được nhiệt lên đến 4000W Các bạn cắm 2-3 lối lẩu và ăn tẹt gà vẫn còn có ổ để các bạn cắm sạc pin nữa Đấy, các bạn vẫn được một đổi một trong vòng 6 tháng và được bảo hành lên đến một năm nhưng cái điều mà mình nghĩ là tự hào nhất nó nằm ở cái anh chàng atomat Đấy, anh chàng atomat này mình hay gọi là anh chàng trung vệ áo đỏ bây giờ thì đèn nó sáng chứ là nó gặp cái màu trắng nó sẽ bị lóa các bạn sẽ không nhìn thấy cái màu đỏ này đúng không các bạn đi làm đi chơi đi học hoặc là đi ngủ thì anh atomat này anh vẫn thức để anh bảo vệ cho cái ổ cắm này là an toàn cứ chỗ nào có điểm nóng nó cắt điện luôn Chỗ nào có nguy hiểm cắt điện luôn để bảo toàn cho các bạn là không xảy ra cháy nổ Để đảm bảo an toàn cho gia đình của các bạn Gia đình của các bạn là ai? Là bố mẹ chúng ta, là vợ con chúng ta Là số tài sản mà chúng ta đã mất cả một cuộc đời lao động để ghi cop. Thế là chúng ta cố gắng bảo vệ thanh quả, bảo vệ gia đình của mình Nó chỉ cách các bạn đúng một cuộc điện thoại Đó điện thoại 0889 333300 Và website là manhow.vn Cảm ơn các bạn rất nhiều Bạn lo lắng và nói là anh Hải, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không gọi anh Đức lên giúp đội. À, anh Đức còn có nhiều việc nữa các bạn ạ. À. bạn Thành phần ban đối luyện thì thôi mình không bàn nữa nhé. Thật sự luôn là với các bạn thì cứ 10 người thì lại có 10 sự lựa chọn khác nhau. Cho nên là mình xin phép các bạn là chúng ta không có mạng đàm về câu chuyện đó. Các bạn đừng hỏi về những cái câu chuyện đó vì trả lời nó cũng rất là khó. Phong Nguyễn, đứa nào kêu mất tiếng thì anh block luôn cho nhanh. Em thấy có đứa bảo mất tiếng. À không, mình không thể chủ quan được bởi vì có nhiều hôm mất tiếng thật. <laughs> nhiều khi, nhiều khi các bạn nói là mình cảm thấy ok đấy. Vũ Minh Hiếu, chúng ta cứ chê ông Chu C những các cầu thủ trẻ do ông thử sức vừa qua đã trải qua nhiều bài học cay đắng. Nếu sau này họ tiến bộ và đội tuyển thành công thì đó là ông Chu C có ai nhớ đến không? Đúng rồi. Thực ra thì chúng ta chỉ biết là ông ấy đang khiến cho chúng ta chịu rất nhiều những cái khó khăn, vất vả, thất bại nhưng mà về sau thì chính cái thất bại của ngày hôm nay nó sẽ là cái quả ngọt của ngày mai nhưng mà thật sự là chúng ta không không chấp nhận được cái đấy là không chấp nhận được cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn phong Mister có lẽ là Minh Hải chương trình hôm nay tiêu cực hôm nay không tiêu cực tí nào đấy mình nói luôn với các bạn là không tiêu cực ở đây là mình chỉ chia sẻ với các bạn thôi. À, mình e rằng là mình còn chưa nói hết được các bạn nhé, mình e rằng là còn chưa nói hết được. Rồi cái câu chuyện của ngày hôm nay mình nghĩ là sẽ có người nói ra thôi. Có thông tin gì về Giao Huy Phong hay không? Ngày mai, ngày mai mình sẽ tiếp tục đến với các bạn bằng những cái câu chuyện. Mình tin là những cái câu chuyện này nó sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin mới về huấn uh, luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, hy vọng là như vậy. À, ngày hôm nay 9 giờ tối ngày hôm nay ở trên Top Top thì mình sẽ lại tiếp tục livestream, lại chia sẻ với các bạn những cái uh, mặt hàng độc quyền dành cho Vlog Minh Hải. Với mặt hàng thì chính hãng rồi, mình chỉ bán mặt hàng chính hãng thôi. Nhưng mà cái giá của nó thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi. Các bạn uh, nếu mà rảnh thì từ 9 giờ đến 12 giờ lúc nào rảnh các bạn ghé qua để biết đâu đấy chúng ta sẽ có thể săn được một cái deal hàng chất lượng rất cao nhưng cái giá các bạn chưa tìm thấy ở đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào, tạm biệt.